Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời với họ rằng: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, đại dịch cúm chắc sẽ đi vào lịch sử của thế giới và con người như đại dịch cúm ở Tây Ban Nha năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mỗi khi nhắc lại đại dịch này, người ta sẽ bàng hoàng và ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên, vừa bàng hoàng, vừa lo sợ, bởi vì số người chết được báo chí đưa tăng lên từng ngày. Có gia đình chết cả nhà. Với thống kê của Sài Gòn thì 1.500 em nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có gia đình mất luôn cả 4 người, không còn ai. Những bệnh nhân có kinh nghiệm về dịch bệnh sẽ phải giành giật từng hơi thở của sự sống. Và cả những người đã chết xếp hàng để được tới phiên hỏa thiêu, thậm chí còn để trong các xe đông lạnh. Rồi những trận động đất, lũ lụt xảy ra trên thế giới, những cuộc sát hại treo đầu nạn nhân giữa thành phố của chính quyền Taliban sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Người ta nói đến việc trả thù, sự rút quân nhục nhã, truy tìm nguyên nhân gây ra dịch cúm vô hình kia. Là người Công giáo, chúng ta nghĩ gì? Trong những cái chết ấy, có nhiều người chết rất bi thương. Cái chết không xứng hợp một chút nào với đời sống của họ. Không một lời kinh, không một thánh lễ, âm thầm lặng lẽ đưa đi hỏa thiêu, mà còn sợ như là một thứ bệnh gì ấy hay một con vật mà người ta đáng khiếp. Con người chỉ còn biết thương tiếc và nghĩ rằng như thế là chấm dứt một cuộc đời, chấm dứt một cách buồn thảm và tràn đầy thất vọng. Với đức tin Kitô giáo không cho phép chúng ta có thái độ bi quan tiêu cực, mà là sự lạc quan và niềm hy vọng vào sự sống đời sau, được đặt trên nền tảng của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Không có nền tảng và chân lý ấy thì chẳng có vấn nạn nào được giải đáp. Trong cái chết của Đức Giêsu Kitô có anh trộm lành. Anh là một dấu hiệu tuyệt vời dành cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Lạy Thầy, khi nào vào nước thiên đàng, xin nhớ đến con. Ngay hôm nay thôi, anh sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Anh đã được cứu độ, anh đã tin, anh đã hy vọng. Dẫu cái chết của anh như một tử tội, cái chết của anh không xứng đáng là một nhân phẩm, là một con người, bởi người ta khinh miệt anh, khinh chê anh, coi thường anh và coi anh như một đồ rác rưởi. Thế mà
Chỉ một lời nguyện xin, một đức tin, một hy vọng, anh đã được cứu độ. Trong niềm tin ấy, tháng 11, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Đó chính là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, bạn bè, người hàng xóm, là những người chúng ta quen biết, cùng đi chung một con đường, cùng làm việc với nhau trong một xí nghiệp, và cả những người đã ra đi trước chúng ta mà chúng ta không biết. Tháng này, chúng ta phải tỏ lòng thảo hiếu với các đấng sinh thành, vì lúc này dưới nấm mồ kia các ngài chẳng còn làm được gì. Thời gian để lập nghiệp đã qua, chỉ còn trông cậy vào lòng nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa. Chắc chắn lúc này, trong nấm mộ sâu, họ đang nói với chúng ta rằng: xin nhớ tới tôi. Chúng ta cầu nguyện hy sinh để giúp các ngài. Đây là năm tháng để yêu thương và biểu lộ tình yêu của con cái đối với cha mẹ, của những người trong gia đình, của những người gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống, dù đó là những kẻ thù của mình. Nếu trong cuộc sống đã qua, chúng ta đã xúc phạm đến ngài, bất hiếu, khinh khi, hất hủi bằng lời nói, hành động, thì lúc này hãy cầu nguyện, dâng lễ đến trước nấm mồ của các ngài, xin lỗi và tạ tội. Đặt trên đó một đóa hoa hồng, thắp lên đó một nén nhang, đốt lên đó một cây nến, để nói lên tình nghĩa con thảo của một người con đối với cha mẹ của mình. Cánh hoa kia như là lời tạ tội của những người con đối với cha mẹ, đối với những người mà mình vô tình hay cố ý xúc phạm đến họ, dù đó là kẻ thù của mình. Cây nến sáng kia biểu tượng cho đức tin, đức tin và niềm hy vọng đã cứu độ anh tử tù trên thập giá, thì đức tin và hy vọng ấy cũng sẽ cứu độ chính những người đã ra đi trước chúng ta và cứu độ cả chúng ta. Nén hương trầm như là lời cầu nguyện mà chúng ta cùng với dân thánh tỏa ngát hương thơm dâng lên cho Thiên Chúa bằng những hy sinh, bằng những lời cầu nguyện, không phải trong suốt tháng 11 mà trong cả cuộc đời của chúng ta. Những người thân của chúng ta, họ đã tin vào Đức Giêsu Kitô, đã cố gắng cả cuộc đời của mình để nên hoàn thiện như Cha trên trời, đã nỗ lực không ngừng để vươn lên trên những sự yếu đuối mỏng manh của thân phận con người, để bước theo Đức Giêsu Kitô trong đời sống thực tế của mình. Chúa mới biết sự thiện chí và lòng trung thành của mỗi người. Chúa mới đánh giá đúng mức những điều tốt đẹp hay sai lỗi. Trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, giáo hội tạo điều kiện cho mỗi người chúng ta có dịp thông công với những người đã khuất, có dịp để thảo hiếu với họ, và cũng là dâng một chút hy sinh khi tham dự thánh lễ, viếng các nghĩa trang, để chúng ta lãnh ơn toàn xá mà truyền cầu cho họ. Tôi mời gọi mọi người trong giáo xứ, hãy cùng tôi lợi dụng cơ hội này để chúng ta cầu nguyện cho những người đã chết. Và từ chiều mùng 2 tháng 11, chiều hôm nay, cho đến hết tháng, tôi sẽ dâng lễ chiều tại nghĩa trang của giáo xứ, để rồi chúng ta hiệp thông với giáo hội đón nhận ơn toàn xá mà truyền cầu cho các ngài. Những ơn toàn xá mà chúng ta được hưởng, xin mọi người cùng nhau nhường lại cho các linh hồn. Sáng nay, tôi mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng tôi đứng trước mộ phần của cha cố Lơ Mê và cha Agnes. Chắc hẳn trong chúng ta có nhiều người không biết mặt các ngài, như cha cố Lơ Mê đã mất từ lâu hơn 100 năm nay. Nhưng tôi coi đó như là người đặt nền móng cho đức tin ở tại vùng đất này. Và trong những ngày đại dịch kia, thi thoảng tôi nói với ngài: thưa cha, cha đã trải qua một đại dịch ở đây, và theo như
tài liệu nhà mép gửi cho con. Cha đã qua đời vì đại dịch của vùng này. Cha đã cảm nhận nỗi đau của đại dịch ấy. Xin cha gìn giữ giáo dân giáo xứ Mỹ Hội, nơi cha đã đặt nền móng đức tin cho chúng con. Và tôi tin rằng với lời cầu bầu của Ngài ở trên thiên đàng, Ngài đã gìn giữ giáo xứ chúng ta không ai phải qua đời vì đại dịch, vì Ngài cũng đã qua đời vì chính đại dịch tại vùng này. Với cha Ernest, thi thoảng tôi cũng nói với Ngài, chắc có lẽ trong cuộc đời linh mục của Ngài, không đâu Ngài khổ và vất vả như ở đây, nếu không muốn nói rằng cả sự nhục nhã nữa. Những cái đói, những cái khát, những buổi ăn mì, ăn củ khoai lang, ăn một đọt mì để sống qua ngày, những chén gạo giáo dân đã bóp chắc để giúp cho vị mục tử của mình. Ngài đã cảm nhận được cái đói, cái khát của thời đại ấy. Thì lúc này đại dịch, giáo xứ con cũng đói, anh em công nhân cũng đã khát. Họ đang khát gạo, họ đang cần những đọt rau, họ đang khát sữa, là những em bé, những em bé mới sanh, những bà mẹ mới lâm bồn, họ đang cần con giúp đỡ và mọi người chung tay. Xin cha giúp. Và quả thật, những lương thực trong đại dịch vừa qua đã minh chứng rằng các ngài đã cầu bầu cho giáo xứ chúng ta. Để rồi số lượng lương thực không thể đếm được ở nơi giáo xứ chúng ta, khi chúng ta phân phát cho tất cả những anh em công nhân, những người nghèo đói, những người bị bỏ rơi trong đại dịch vừa qua, kể cả những em bé khát sữa mà những bà mẹ đã gọi điện cho tôi, cho ông Chánh để xin từng lon sữa hay bịch sữa nhỏ cho các em, hay các bà mẹ vừa lâm bồn không đủ sức khỏe, cũng chẳng có tấm tã cho con cái của mình, để rồi cũng bảo cha ơi, cha cho con xin tã cho con con. Và tất cả đã được hoàn tất, và Chúa đã lắng nghe lời các ngài. Tôi xác tín điều ấy để ngày hôm nay tôi mời gọi ông bà anh chị em dâng lễ trước bộ phận của các ngài sau đại dịch, để trước tiên chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban nhiều ơn lành cho giáo xứ chúng ta trong đại dịch vừa qua. Không ai phải qua đời và cũng không ai phải khốn khó trong đại dịch ấy, dẫu có những gia đình, có những cảm thân phải đi cách ly những 3-4 tuần hay hơn 1 tháng mới trở về gia đình của mình. Xuyên qua việc tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cảm ơn Chan Lê Mê, cảm ơn cha Ernest. Các ngài nằm đây như dấu chứng của tình thương của Thiên Chúa đối với giáo dân mà ngài đã coi sóc. Tình thương của vị mục tử vẫn mãi mãi hiện diện trong cộng đoàn của giáo xứ. Dẫu các ngài đã trải qua những giai đoạn quá khó khăn, nếu không nói rằng cực kỳ khó khăn trong thời gian đầu để khai hoang vùng đất này và đặt nền tảng đức tin cho cả vùng Phước Lý. Nơi đó, cha Lơ Mê đã rong ruổi đặt chân đi tận tới Thiết Nham, tới vùng Vĩnh Thanh để loan báo tin mừng. Hẳn thời đó đầy những khó khăn. Khó khăn của âm u rừng núi, khó khăn của thú dữ rình rập bên vườn, khó khăn của những nội chiến khác nhau nữa. Ngài đã hy sinh và đặt nền tảng đức tin ấy, và Ngài vẫn sống trong tâm khảm của những anh em linh mục và những giáo dân tại vùng Phước Lý này. Bởi Ngài là người đầu tiên đặt nền móng để xây dựng đức tin ở đây. Với cha Ernest, chắc chắn người cha nhân từ mà mọi người vẫn kể cho tôi nghe, Ngài đã gặp biết bao khó khăn, thử thách trong giai đoạn của 75 tới 2001. Với con người mảnh khảnh bé nhỏ mà tôi biết từ khi tôi còn là chủng sinh ở tại chủng viện Xuân Lộc, mỗi khi Ngài đi tĩnh tâm, Ngài ít nói, nhưng ở nơi Ngài, một vị mục tử
thật âm thầm để có thể chịu đựng tất cả những khó khăn. Khó khăn về kinh tế, khó khăn về thời cuộc, khó khăn về việc loan báo tin mừng, khó khăn cả về sự nhục nhã mà giáo dân hay ban hành giáo gây ra cho Ngài. Ngài vẫn âm thầm để chịu đựng, và ngày hôm nay Ngài nằm ở đây như dấu chỉ của tình yêu vị mục tử hiến thân vì đoàn chiên. Chúng ta cảm ơn Ngài vì Ngài tiếp nối sứ mạng của các cha trước Ngài, tiếp nối sứ mạng của các vị thừa sai Ba Lê, để rồi nền tảng đức tin mà chúng ta có được ngày hôm nay đó là do các linh mục thừa sai Ba Lê, do các linh mục tiền nhiệm của tôi đã đặt nền móng mà ngày hôm nay tôi với ông bà anh chị em đang hưởng di sản đức tin ấy. Chúng ta cảm ơn các ngài bằng lời kinh, bằng sự hy sinh, bằng lời cầu nguyện. Và tôi xác tín rằng các ngài lúc này đang trên nước trời, các ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Cha cố Lê-mê, cha cố Agnes, chắc chắn chúng con nhớ tới hai cha cố như ông nội, như người cha của chúng con. Thay cho các anh em linh mục đã làm việc tại giáo xứ Mỹ Hội cùng với cộng đoàn giáo xứ, hôm nay con dâng thánh lễ trước mộ phần của các ngài. Con biết ơn vì nền tảng đức tin, sự vất vả khó khăn của các ngài ở nơi vùng đất này trong thời gian đầu khai hoang, cũng như trong thời gian khó khăn của thay đổi thời cuộc. Con dâng lên Chúa những gì mà các ngài còn thao thức xây dựng cho giáo xứ, cho vùng đất Mỹ Hội. Con dâng lên Chúa những công khó của các ngài để Chúa đón nhận như là của lễ, của cả cuộc đời hy sinh của vị mục tử mà các ngài đã hy sinh tại đây. Thay mặt cho tất cả anh em linh mục đã sống ở đây là chánh xứ hay phó xứ, các ngài đã cùng con cộng tác nơi giáo xứ Mỹ Hội này, con xin cảm ơn ông nội, cha cố như là người hướng dẫn anh em linh mục của chúng con ở trên trời. Xin quý cha cầu nguyện và chúc lành cho anh em linh mục đã làm việc tại giáo xứ Mỹ Hội mà lúc này đang bơi trải ở các giáo xứ khác, nơi các vùng truyền giáo hoặc trên mảnh đất của giáo phận Xuân Lộc. Xin cũng cầu nguyện cho từng người trong giáo xứ chúng con nữa. Xin cầu bầu cùng Chúa để Chúa giơ tay ban bình an, chúc lành cho từng người trong giáo xứ. Xin cha cố Lê-mê và Agnes cũng đừng quên các anh em công nhân di dân đang làm việc tại đây, kể cả các giám đốc công ty, xí nghiệp, những trợ lý và ngay cả những người lãnh đạo chính quyền tại vùng huyện Nhơn Trạch và xã Phú Hội này. Xin giơ tay và cầu xin Chúa chúc lành cho họ để họ phục vụ và yêu thương những người thuộc quyền, nhất là các giám đốc, trợ lý các công ty biết yêu thương anh chị em công nhân và trả lương cho họ theo đúng công khó mà họ đã đổ ra từng ngày trong cuộc sống. Xin Chúa đón nhận linh hồn quý cha cố, và để sau này chúng con cũng hẹn gặp các ngài trên nước trời. Amen.